Trong bài thứ tư, chúng mình cũng sẽ được tìm hiểu về một chủ đề rất quen thuộc, đó là chủ đề party, bữa tiệc. Tiêu đề của bài thứ tư có tên gọi là Did you go to the party? Bạn có đi đến bữa tiệc không? Trong phần từ vựng của bài thứ tư với chủ đề là party, các con sẽ được tìm hiểu những từ vựng sau đây. Birthday party, have fun, enjoy the party, join the fun fair, festival, play hide and seek, chat with friends, watch cartoons, and have nice food and drink. Trong phần mẫu câu, ngày hôm nay các con sẽ được học về Did you enjoy the party? Yes, I did. Or no, I didn't. What did you do at the party? I had nice food and drink. Bây giờ, các con hãy cùng cô bước vào phần đầu tiên, phần từ vựng, để học những từ vựng có liên quan đến bài 4 ngày hôm nay nhé.